Cục tạc. Mọi người, mau tìm kiếm bới thức ăn nhanh lên đi. Trời sắp tối rồi, chúng ta còn về hang của mình nữa. Này, này, các người làm ơn cho tôi biết, các người phải đồng lợi của tôi hay không? Tôi tìm kiếm gia đình của mình, cực khổ suốt mấy năm qua rồi. Trời đất ơi, gì thế này? Người to lớn khổng lồ, bọn ta thì bé xíu, làm sao mà cùng chung đồng lợi được? Mau đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi. À, lại không phải nữa à? Không, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không biết đi đâu để tìm đồng lợi của tôi cả. Làm ơn, mấy người hãy nhìn kỹ đi. Có khi nào tôi là con cháu của mấy người hay không? Có khi nào tôi được một con gà mái lại tạo với một con khủng long sinh ra hay không? What the hell? Cái tên điên này, bọn ta là loài gà nhỏ bé, còn ngươi là giống đà điểu to lớn, làm sao mà có thể chung giống loài được? Mau đi chỗ khác đi. Bớ người ta. Có chuyện gì vậy? Con rắn tấn công loài gà chúng ta kìa. Chết tiệt, hãy cẩn thận. Con rắn khốn kiếp đây, đừng hòng đụng tới những bạn gà đây. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Chết tiệt, đà điểu nguy hiểm lắm. Hay lắm, đà điểu, cậu không sao chứ? Tôi vẫn ổn. Đầu của tôi. Này, đà điểu, anh bạn đà điểu. Cục tạc. Đau quá. Cục tạc. Đau quá. Ôi đấng tối thượng trên cao, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Hãy đến đây đi. Mọi người đang làm gì vậy? Đà điểu, cậu đã bị chúng độc rắn nguy kịch đến tính mạng. Cậu hãy cố gắng nằm nghỉ. Chúng tôi đang cầu xin sinh vật tối thượng đến đây giúp đỡ cậu. Cái gì chứ? Cục tạc. Chúng tôi đang kêu gọi ngài. Xin ngài hãy đến giúp chúng tôi. Hây, lũ gà rừng, ta đến rồi đây. Các người muốn ta giúp cho các người chuyện gì? Cuối cùng ngài cũng đã giữ lời hứa. Khi chúng tôi cần, chúng tôi gọi ngài sẽ đến. Làm ơn, cứu chú đà điểu này cho chúng tôi đi. Chú ấy vì cứu chúng tôi đã chiến đấu với một con rắn độc. Gì thế này? Sao trông thứ này quái dị vậy? Ta là quái vật người Zunomaly. Trước đây ta từng gặp nạn, được bầy gà rừng ở đây cứu giúp, cứu mang ta. Ta mang ơn bọn chúng. Được rồi, lần này bọn chúng yêu cầu ta cứu người, ta sẽ không thể nào làm lơ được. Hay quá. Cảm ơn ngài. Cảm ơn luôn những chú gà ở đây. Mọi người thật tốt bụng. Không có gì đâu. Chúng tôi mặc dù là gia cầm nhưng ăn oán phân minh. Cậu đã liều mạng cứu chúng tôi thì chúng tôi phải báo đáp ơn cho cậu. Được rồi, cơ thể của ngươi ngấm đầy độc, các tế bào và nội tạng đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngươi không thể nào tồn tại dưới hình dạng này được nữa. Ta sẽ biến hóa giúp ngươi cải tiến gen, cải tiến tế bào, biến đổi thành một hình dạng khác. Từ từ đã. Gì thế này? Khoan đã. Mẹ kiếp, sao người của chú đà điểu biến thành thứ quái gì kinh tởm thế này? Bộ có nhầm lẫn không vậy? Đâu rồi, quái vật người Zunomaly, ngày ấy đi đâu mất tiêu rồi? Chết tiệt thật. Đây, quái vật đà điểu, cậu đi đâu vậy? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không muốn làm một con đà điểu tầm thường nữa. Tôi muốn thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi số phận của mình. Tôi đi đây. Đau quá. Sừng của tôi bị cắt rồi. Đau quá. Chết tiệt. Lại có chuyện gì nữa đây? Khổ kiếp thật. Không lẽ mình xui xẻo đến mức đi tới đâu là gặp những sinh vật có nạn tới đó hay sao? Làm ơn, giết chúng tôi đi. Chúng tôi chịu không nổi nữa rồi. Nhất quá. Là những chú tà giác. Đây, các người bị gì vậy? Là bọn thợ săn con người. Bọn chúng đã cưa mất cái sừng của chúng tôi rồi. Chúng tôi đau quá. Con người à? Bọn chúng là sinh vật gì chứ?
Tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn đến như vậy? Bọn chúng là loài thông minh vô cùng phát triển, có trí não siêu phàm, nhưng bọn chúng rất độc ác. Bọn chúng chuyên săn bắt thú rừng, chuyên cắt những cái sừng quý giá của chúng tôi. Bọn chúng còn đang đốt cả khu rừng ở phía trước kia kìa. Cái gì? Chết tiệt, bọn chúng còn dám đốt cả rừng à? Được rồi, vậy thì tôi sẽ không tha cho bọn chúng đâu. Mau lên đi anh em, đốt cả khu vực này để lũ động vật nhúc nhích chạy ra khỏi khu rừng này. Chúng ta tha hồ mà bắt bọn chúng. Dừng lại, lũ con người nhân loại kia, bọn ngươi thật độc ác, hôm nay ta sẽ giết sạch bọn ngươi. Chết tiệt, quái quỷ gì dám tới phá chuyện của chúng ta thế này? Anh em, mau đốt luôn nó đi, nướng lên ăn thịt nó luôn. Lũ xấu xa, lũ độc ác, lũ bẩn thỉu, các người mới là kẻ sẽ bị giết đó. Ta sẽ liều cái mạng này, liều cái mạng quái vật đà điểu của ta, chết chung với các người. Mẹ kiếm, mọi người mau dừng tay lại, tập trung tiêu diệt thứ quái vật đằng kia. Nó đang tấn công lại người của chúng ta đó. Từ nhỏ lúc nở ra, ta đã bị gia đình bỏ rơi. Có lẽ vì ta đi tới đâu xui xẻo xảy ra tới đó. Nhưng thật không ngờ lần này ta lại bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng như thế này. Lũ nhân loại, lũ con người, các ngươi là những sinh vật độc ác nhất mà ta đã từng gặp. Ta sẽ quyết giết sạch các ngươi, cho loài người các ngươi biến mất khỏi thế gian này. Chết tiệt. Không, đừng lại đây, tha cho bọn ta đi. Bọn ta cũng chỉ là những sinh vật bình thường, cũng biết ăn, cũng biết sinh tồn. Làm ơn đi, tha cho bọn ta lỡ làm đốt khu rừng này, nhưng bọn ta trồng ra hàng ngàn khu rừng khác. Nếu ngươi giết bọn ta sẽ mất cân bằng sinh thái của thế giới này. Come on, thế giới này không cần loài người của các ngươi. Ta chưa dừng lại ở đó đâu, ta sẽ tiến vào thế giới nhân loại của các ngươi, giết sạch. Này, hãy dừng tay lại đi, mau theo chúng tôi. Nhưng kẻ nào nữa đây? Như thế này. Tới nơi rồi, cậu mau xuống đi, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu. Cô Kim, những kẻ nào to gan dám bắt ta? Bình tĩnh lại đi, là tôi đây, quái vật người Xuân-Normally và hai đồng đội của tôi. Thì ra chính là ngài, người đã biến đổi tôi thành ra kinh tởm thế này. Nhưng tại sao ngài lại cản tôi giết chết tiêu diệt sạch sẽ lũ con người đó chứ? Con người cũng là một sinh vật của trái đất, cũng có người tốt và kẻ xấu. Nếu người tiêu diệt sạch sẽ, họ sẽ biến mất, thế giới này sẽ mất cân bằng, tất cả sinh vật khác sẽ chết theo đó. Được rồi, bình tĩnh. Từ trong cơ thể của cậu, tôi phát hiện ra có một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Cậu đi tới đâu là sẽ xảy ra những chuyện không hay. Đúng rồi. Có lẽ đó là lý do gia đình tôi bỏ tôi. Bởi vì tôi có mặt ở đâu là nơi đó xảy ra chết chóc, hỏa hoạn, lũ lụt. Do đó khi biến đổi thành quái vật đà điểu, tôi muốn sử dụng cơ thể kinh tởm này để đi khắc phục cái sự đen đuổi của mình. Không đâu, nếu nhìn theo một góc độ khác, cậu có một khả năng rất đặc biệt, phát hiện ra những loài đang gặp nguy hiểm, những chuyện xấu xa của bọn độc ác. Nếu cậu biết tận dụng nó thì rất là hữu ích. Có thật không? Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Thay vì cậu cứ lang thang đi giúp đỡ những sinh vật khác không có mục tiêu kế hoạch, thì cậu hãy trở thành thành viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lợi dụng khả năng của cậu để có thể cứu được những sinh vật cần chúng ta. Như thế này, tôi biến đổi một lần nữa rồi. Hay lắm. Từ nay tôi đã có bạn bè đồng đội chúng rồi. Ngon quá. Nơi này thật là nhiều động vật, thịt quá đi. Dừng lại, thứ quái vật bạch tuộc xấu xa kia. Như thế này, khốn kiếp, là lũ quái vật Xuân-Normally. Sao bọn chúng biết mình ở đây? Chết tiệt, thứ quái vật bạch tuộc hắc ám, vì ba lần bốn lượt bắt những sinh vật ở trái đất đầy ăn thịt. Bọn ta nhiều lần tấn công, bị ngươi làm bị thương. Hôm nay ngươi to gan dám xuất hiện nơi này một lần nữa,
Sunomali à, hắn có khả năng đặc biệt đó. Nhưng mà chính hắn sẽ lôi các ngươi tới đây để ta ăn thịt chết hết đi. Quái vật đào điệu Sunomali chính là ta. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đúng là một lũ ngu ngốc. Các ngươi phải vinh dự khi làm thức ăn cho ta. Thật là đã quá. Còn một tên cuối cùng. Biết không? Quái vật đào điệu Sunomali. Mọi người ơi, Chết tiệt. Ta sẽ leo bán cho ngươi. Đừng có ta. Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Chết tiệt. Lũ khổ quái vật Sunomali bị ta nuốt vào bụng. Bọn chúng dám. Hắn quên rằng tôi có cái mỏ vô cùng sắc nhọn. Thứ gì tôi cũng có thể xuyên thủng được, kể cả bao tử của hắn.